Đùi gà cuộn giò nấm cả nhà đã thử chưa? Cái món này là đang xâm chiếm ở trên top top đấy. Dự định là sẽ xoán ngôi các loại giò trong Tết này. Thực tế sẽ thế nào nhỉ? Thứ nhất, cách làm thì cũng rất là dễ thôi. Nấm hương thì mình sẽ đem đi ngâm. Một chiếc đùi gà sẽ lọc xương và mình đem rửa sạch. Sử dụng nghệ để miếng gà của mình có màu vàng đẹp mắt hơn. Ướp thịt gà với một chút hạt tiêu và massage thật đều. Sau đó thì mình sẽ trải một lớp giò sống, mỏng hay dày thì tùy ý mọi người nhé. Làm xong thì mới thấy là nhà mình dùng hơi ít giò. Thêm một lớp nấm hương, mình rất thích ăn nấm hương nên là cho hai lần luôn. Cuộn chặt tay và bọc một lớp giấy bạc rồi đem đi hấp thôi. Một cái giò này thì mình hấp cỡ 30 đến 40 phút đấy. Trong lúc chờ giò chín thì mình sẽ nấu một bát canh rau củ. Mùa đông là mình rất là thích ăn cái súp lơ trắng này, là một loại rau củ được đánh giá cao trong giá trị dinh dưỡng, mà xào nấu hay là luộc món gì cũng ngon. Tết nhất mà cứ có bát canh rau củ đầy màu sắc trên mâm là đã thấy thích rồi. Mình sẽ kiểm tra gà chín hay chưa bằng một cái tăm nhá. Mở ra thì màu vàng cũng khá là đẹp mắt. Mùi nấm hương rất là thơm, nhưng mà không biết cái nấm hương của mình nó chạy đi đâu hết rồi. Chỉ có nhìn thấy thịt với cả giò thôi. Về khẩu vị thì mình thấy nó cũng không khác gì gà luộc hay là gà hấp đâu. Nhưng mà được cái đẹp mắt, làm thì cũng nhanh thôi, nên là có dịp thì mọi người thử xem sao nhé. Thì bye bye.